đưa cho Hiệp một túi, mình một túi, thì mình phát hiện là cái con ếch này nó không có mắt này các bạn này, con ếch này nó không có mắt, thì mình bảo thôi đưa cho Hiệp cái túi hai con ếch nó nành nặn. Thực ra thì bạn Quế bạn ô nhảy ra rồi, hớ bắt bắt lại hát. Thì đây các bạn có nhìn thấy giống giống ếch nhuộm không? Ôi, ui, 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 phi nhanh thế, ui, 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 phi nhanh thế, ui, cầm khéo, cầm khéo, cầm khéo, đổ bớt nước đi. Này chắc chỉ độ tầm 4 ngày ăn thôi chứ nhỉ? Tầm đấy. Tầm 4 ngày ăn thôi. Trông ngon như là cái cọng cần tây ấy nhỉ? Trời nắng hay trời mưa, dù là bất kể thời tiết như thế nào, thế nhưng mà bèo thì không thể thiếu được trong mỗi bữa ăn hàng ngày của tất cả những con vật. Nhưng mà công nhận, công nhìn, mình nhìn trông nó xanh mướt mà ngon này là ngon luôn. Độ này nó ấm luôn nè. Đây, ấm hơn, bèo nó lên xanh hơn nhỉ. Đỗ hành kia nhìn cái lá của nó cứ vàng, trông xấu là xấu, nhưng mà vẫn phải có. Các bạn có thấy không? Đúng như là cái cây bèo tây. À quên, đúng đây là bèo tây rồi. Đúng như là cái cây cần tây các bạn nhỉ. Nhìn là béo mập mà xanh mướt luôn. Như vừa đấy thì vợ mình cũng bảo đấy, là bây giờ ấm lên rồi thì tất cả những cái lá bèo này này, nó không cái kiểu như không úa vàng như kiểu trận trà rét trà vừa rồi ấy các bạn. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn nhé. Thì như mình nói là đây là tất cả những cái lương thực mà để chuẩn bị cho tất cả những con vật của gia đình nhà mình, đặc biệt hơn là con đà điểu ấy. Còn thì cái lý do mà tại sao mà rất nhiều các bạn cũng bảo với Long là anh nuôi thêm một con đà điểu nữa đi, thì đó là một cái lý do mà nhiều lần mình cũng chưa thể nói hết được cho mọi người. Thì bây giờ ở cái video này mình sẽ nói hết cho mọi người là cái lý do tại sao nhé. Nhưng mà trước tiên là đi vào cái câu chuyện thì mình lại phải sửa ngay cái xích dê đã. Ôi, đến cả sắt này, inox này, mà cái con dê của nhà mình nó cũng phá được đấy các bạn ạ. Như ở video ngày hôm qua ấy, thì các bạn thấy đấy, con dê của gia đình nhà mình, con dê đực, nó nghịch kinh khủng lắm. Mỗi một lần đi ra ngoài chuồng ấy, hoặc ra ngoài vườn ấy, là nó hay kiểu như húc người ấy. Vì cái bản năng của cái bản tính của nó nghịch. Nó nghịch thế thành ra là vợ mình này, mẹ mình này ra là đều bị nó húc cả. Thế cho nên là nhiều các bạn cũng bảo là xích thế thì nó tội nó. Thế nhưng mà các bạn biết không, nếu mà không xích nó vào ấy, thì có khi quay trở lại thành tội mình ấy. Mẹ mình thì già rồi, vợ mình thì là phụ nữ, không may mà nó húc nộn ngược cái lên thì lúc đấy mà phải đi viện thì thôi cũng quá tội. Để mình đi hàn lại cái xích này của mình, chứ không thì nó bừa hết rồi các bạn. Đấy, nó giật bừa hết rồi các bạn này. Chả kém gì con bò đâu. Con bò nhiều khi cái xích như này đã là quá chắc rồi. Thế mà đối với nó thì không nhằm nhò gì. Rồi, để bây giờ mình đi sửa thôi, về để xích nó lại, không thì nguy hiểm lắm. Hai đứa ở nhà nhá. Ở nhà trong nhà đấy chưa? Mưa gió này không đi ra ngoài chết bẩn. Đi, ở nhà trong nhà. Đúng là đặc sản của miền Bắc đấy các bạn. Thời tiết kiểu mưa ẩm, lồm ẩm này. Không khí đầy độ ẩm luôn. Nhà cửa là càng gạch hoa thì lại càng trơn. Sợ lắm cái thời tiết này. Mưa to thì không mưa to, mà nhỏ không ra nhỏ, nó cứ bụi bụi như vậy thôi. Bẩn nhà, bẩn cửa, quần áo sắp sửa thối hết rồi. Ồ, hết tiền. Cháu chào bác nhá. Hôm nay cháu có một việc rất chi là nghiêm trọng muốn nhờ bác đây. Bác nhà có cái xích thửa nào không để cho cháu một cái, hoặc là hàn cho cháu một cái. Cháu chào bác. Xích thửa, thích thửa. Bác có loại xích nào nhỏ nhỏ như này không? Có. Thì bác đặt cho cháu làm một cái, với lại hoặc là cái đoạn này để sau làm vòng cổ thì để cho cháu một cái khoảng tầm 1 mét thì là có cả xoáy hai đầu cho cái. Tức là nó có cái con quay hai đầu ấy. Thì hộ cháu một cái để cháu về.
những cái đồ nhỏ nhỏ này là lần mẩn lắm đấy. Thế thì tao mới ngại làm, tao bảo thế. Rất là nhưng mà nó ngại làm. Ngại làm. Nó hẳn nhưng nó to to hẳn. Mà có được bao nhiêu đâu? Có 20.000 một cái quay này, mà nhiều người còn nghe có vẻ vẫn không thích. À, thích. Chả biết bổ béo gì không đúng không? Ai hưởng ứng không ai bỏ. Hóng hớt gì ở đấy đây dê ơi? Mày hóng hớt gì ở đây? Hai đứa chúng mày hóng hớt gì ở đây? Hả? À, nhìn mặt thốn nhè. Hóng hớt gì? Lại đòi húc nhau á? Tôi chịu thôi. Tôi không khỏe bằng anh được. Không húc nhau được nhá. Đi xuống. Tôi có quà cho anh đây. Tôi sắp sửa có quà cho anh đây. Đi xuống đi. Đi xuống. À, vẫn cứ muốn húc nhau gì nhỉ? Đã bảo rồi, tớ thua rồi. Thua rồi mà. Xuống với vợ đi. Đi xuống đi, không lại hút vào cái này hỏng mất cái này của anh đi. Đi. Hỏng mất đi, đi xuống. Mặt cứ trơ ra nhỉ. Mặt cứ chành lên thế, đi xuống. Đi. Đó, không sợ đấy, thách thức đấy. Giờ thì thách thức gì, anh sắp sửa có quà xịn cho rồi. Nhá. Đéo. Đấy. Mổ hết cái chuồng gà đi rồi. Ăn vớ ăn vẩn. Đào. Bỏ anh gỡ cho. Thế có đéo. rồi. Có ăn được không? Này, 5 miếng nữa. Rồi. Ây trời, là mình đã về tới nhà đấy các bạn. Đúng là chăn con dê mà còn rất hơn cả chăn con bò luôn. Đấy, ở quê thì có một cái bác thợ, bác chuyên kiểu như mình gọi là chế đồ. Mình nông thôn mình mà có thiếu cái gì thì là lại lên cái bác đấy bác ấy chế cho. Đấy. Kiểu như những làm những cái đồ lặt vặt thì lại mua thêm của bác đấy một cái sợi xích ba lăng này các bạn này. Đó. À, bác hỏi mình thế nuôi con dê mà làm sao mà nó còn dữ hơn cả con chó, thế bảo ôi nó còn ác hơn cả con bò cơ bác ạ, chứ con chó nó ăn thua gì. Đấy, đây là cái vòng cổ hắn này, còn đây là cái vòng lối, đoạn nối này. Rồi để mình ra triển khai. Đây quà của em đây, được không? Ấy, đừng có le ve để hút nhá. Để, hút đấy các bạn, nó hút đấy, không đùa được đâu. Đây, quà của em đây, lần này thì thôi, khỏi cần phải sợ nhá. Đấy, nó cứ gồng lưng lên thế để nó chuẩn bị tư thế là nó đuổi theo, nó hút đấy. Ương thế cơ à? Đi, về chuồng để xích. Đi, về chuồng. Dê đực, lên đây. Khẩn trương lên. Các bạn nhìn con dê cái thì nào. Như mình biết thì có khả năng tỷ lệ là có chửa là rất chi là cao luôn. Bởi vì cái lầm của nó bắt đầu nó xa xuống rồi đấy. Cái lầm nó to là to rồi. Đó. Vừa xích nó vào thì vừa đảm bảo thai cho cái con cái này. Và lại an toàn cho người để vào trong này bắt đầu nó bắt đầu mà hút mình như này. Đi ra đi. Không được hút nhá. Vào trong này hút là mình bị thua nó đấy. Bởi vì là nó ép mình vào trong. Hôm nọ ấy, là mình bị nó ép vào trong rìa tường này. Thì là không có thế ngoảnh ra. Thì là... Tí nữa hôm đấy thì ngã luôn. Đi ra. Nào, anh cho vòng cho nhá. Mày lần này xích lần này thì có mà thôi ngải cứu luôn, được chưa? Yeah. lần này dê là dê ơi là dê. Mày ở đây luôn đi. Nó vẫn dình húc mình các bạn. Không húc được đâu. Trời ơi. Đấy, vòng kim cô lần này xịn sò chưa? À, đây là các bạn này, hôm nọ nhá, ở trong cái tư thế này này. Mình đi vào trong này này, bắt đầu nó ép mình vào đây. Nó bắt đầu nó cứ thế này nó đẩy vào, mình không có thế đẩy nó ra được các bạn. Mà thua nó đấy. Thế mình khỏe như vậy còn chạy được thoát thì không chứ là mẹ mình hoặc là vợ mình thì không còn thua đâu. Đây này, tớ còn có cả cái quà này nữa này đấy. Ăn nào. Dê này thì không thua. Đây các bạn này, con dê cái này, bụng của nó đã to và nó nằm thì mình thấy con nó gồng lên rồi thì khá là có khả năng cao là có chửa rồi. Ôi, đi ra để tao ra. Nó hút đấy các bạn, nó hút đấy. Yo. Còn đây ấy, là mình sắm thêm một chiếc thẻ nữa để lắp vào cái cam này các bạn này, vì là cái thẻ này nó hỏng mất rồi. Nếu như trong trường hợp mà đàn điểu của mình mà nó đẻ thì sẽ không quay được những cái cảnh nó đẻ đấy. Thế cho nên là đầu tư thêm một cái thẻ nữa. Thì
để mình lắp xong cái thẻ này sau mình chia sẻ với các bạn là tại sao mà như đầu video mình có nói với các bạn là mình không thể nuôi thêm được một con đà điểu nữa đấy các bạn. Ok, xong phim. Vẫn coi như là rình để hút nhau á. Thôi, giờ bạn không phải là đối thủ của tớ đâu. Vừa lấy là tớ thua bạn, nhưng giờ thì bạn thua tớ là chắc rồi. Chả làm gì được nhau nữa rồi. Ai bảo hư hả? Đấy, thế có ác không? Nó còn hút thẳng một phát, từ trong lấy đà nó phi một phát cả vào cái bờ này luôn các bạn nhé, kinh khủng lắm. Điều ơi, mưa rồi, đi vào trong kia thì khỏi mưa đi chứ đứng ở ngoài đấy để làm gì nhỉ? Bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề là ở đầu video các bạn thấy không, cái lượng bèo ấy để mình cung cấp cho con đà điểu và tất cả những con vật trong gia đình mình đấy, nó chỉ được là 4 con thôi, 4 ngày thôi các bạn đấy. Với cái lượng thức ăn như vậy thì các bạn thấy nó kinh khủng không, và còn trộn thêm cả cám nữa. Thế cho nên là đó là một cái lý do mà mình không thể nuôi thêm được một con đà điểu nữa, bởi vì là cái lượng thức ăn của nó tiêu thụ quá nhiều. Một con đà điểu này mỗi một ngày thì nó phải ăn vào khối lượng bằng một con bò các bạn, bằng một con bò. Thế mà 2 con thì thành 2 con bò đúng không? Thì các bạn biết rồi, mẹ mình thì đau lưng yếu không đi lấy bèo được, vợ thì 2 vườn hoa hồng này, cộng cả mình nữa này, và rất nhiều con vật khác, cho nên là không đủ nhân lực để chăm sóc chúng nó. Thì nuôi nhiều mà không được chăm sóc được tốt thì nuôi nhiều để làm gì đúng không? Cho nên mình cứ nuôi một con như này, nó vui vẻ với khu vườn với lại gia đình nhà mình như vậy là cũng đủ rồi, cũng ổn rồi, không có sao cả. Nhưng mà nó cũng may nó là một con đà điểu cái các bạn, thì cho nên là cái tỷ lệ sinh sản nó sẽ cao. Cái giống đà điểu này thì nhiều lần mình nói rồi, nó cũng giống như gà ấy. Nó cứ đến tuổi trưởng thành là nó sẽ đẻ, chứ nó không cần gì phải trống đâu. Ví dụ như mình lắp cái cam này này thì để quan sát nó, những thi thoảng nếu như trong trường hợp mà may mắn là mình nhìn được cái khoảnh khắc của nó đẻ thì nó sẽ hay hơn. Đấy, đúng không? Thì đó là cái mục đích của mình muốn chia sẻ ở các bạn ở cái video ngày hôm nay là điều mà tại sao mình không thể mua thêm một con nữa đấy các bạn ạ. Và nuôi đà điểu này này, nói đi thì nói lại, nó nghịch kinh khủng lắm, thì cái tỷ lệ nguy hiểm của nó sẽ cao hơn. Cho nên tại sao mà người ta nuôi đà điểu, người ta phải có quy mô trang trại hẳn hoi, nhốt hẳn hoi vào chứ không thả rông. Mình là thả rông như này là cũng liều đấy. Trong cái trường hợp mà mấy lần mình quay cho các bạn xem rồi, nó sẵn sàng nó nhảy chồm lên mình luôn, nó đè mình luôn. Đấy. Đấy, con dê nó phá ở trên kia rồi các bạn nhỉ. Húc ấy. Đấy, nó lấy đà nó húc ấy. Các bạn thấy kinh khủng không? Không một cái con gì nào nó bình yên đâu. Đấy, nó lấy đà nó húc kìa. Đó. Nó ngứa sừng mà. Đây tất cả những cây bưởi này các bạn nhìn này, nó trèo hết lên đây này. Nó vặt hết là nó phá hết. Này. Tật những cây tầm nào mà nó không với được thì mới còn lại, còn nếu mà với được thì hết đâu rồi. Wow, các bạn nhìn thấy con sâu này. Các bạn nhìn con sâu thì nó to như thế nào, khủng khiếp không? Đây là chính là cái loại sâu rồng mà mình vừa mới mua được 2 kg. Đợt này thì nó cũng hiếm lắm các bạn. Thì để mình đầu tư cho cái đôi khiếu của mình ấy, vì là sâu quy thì ăn không biết bao nhiêu cho đủ và nó có phần kiểu như là không hợp cho lắm ấy, thì mình lại đầu tư tiếp 2 kg cho 2 con khiếu của mình, để bây giờ mình múc lên một ít ra thăm vợ chồng nhà chúng nó các bạn nhé. Đó, từng này là mỗi một ngày, từng này là cũng không phải là 2 kg, này chắc vài bữa là nó cũng hết thôi. Tại mình mang sâu quy vào kìa, con đấy, nó đang cảm giác ở trên đấy các bạn nhìn thấy không, nó đang cảm giác ở trên rồi đấy. Khiếu ơi, Khiếu, đấy là con mái đấy các bạn. Nếu như con mái mà nó cảm giác thì là cái tỷ lệ sinh sản nó sẽ cao. Tại sao mình biết đó là con mái? Bởi vì con trống của mình thì mình đeo khuyên nó vào, mình đeo cho nó một cái sợi khuyên bạc ấy. Này, thưởng cho 2 vợ chồng nhá. Như năm ngoái thì là mình cũng không có kinh nghiệm cho lắm, bởi vì là chăm sóc những cái con vật này này là cái thức mồi tươi là phải có liên tục các bạn, thì cái tỷ lệ sinh sản nó mới cao. Năm ngoái thì mình không có kinh nghiệm gì, nhưng năm nay thì mình rút kinh nghiệm rồi, thì là đầu tư cho nó thêm một chút xíu để nó ăn uống nó được đầy đủ chất thì nó sẽ mau sinh sản hơn. Trong này thì các bạn biết rồi đúng không, vịt nuôi nương của mình thì đây, tôm đầy đủ hết, đồ tươi. Cho nên năm ngoái ăn đồ tươi nhiều, vịt nuôi nương của mình nó mới đẻ đấy. Ngon lành cành đào, mong sao là chúng nó sinh sản là có vài cái con để chăm nó. Ôi chết rồi, mày mở của tao ra hả? Mày mở của tao ra thì mày nhỡ mày đâu, chim của tao bay ra thì sao? Dọa hết mấy cái con chí nó lại sợ bây giờ. Cứ sắt lại chấm với cát, cứ mổ miếng sắt thì lại mổ xuống cát.
Đấy, chấm lại rồi lại mút. Rồi. Đây. Cho một con khiếu các bạn nhìn này, nhìn này nó thính lắm. Nó bới ra như gà các bạn, bới như gà. Ấy, xuống ăn đi không? Ấy. Ngon lành cành đào. Ấy. Khiếu này nhá, nó ăn cả giun luôn các bạn. Các bạn có tưởng tượng được ra những con giun mà nó bới ở dưới đất này này. Đây, tất cả những cái khe này các bạn này, chính là nó bới đấy. Nó bới lên để nó tìm những con giun, con bọ để nó ăn đấy. Nó ăn trông thế nó ăn ăn tạp lắm. Còn con má ở trên kia thì vẫn cứ e trên kia rồi. Thôi, bây giờ thì mình cũng chia sẻ với các bạn là một niềm vui là như vậy. Mong sao là nó mau sinh sản, nếu mà sinh sản được thì mình sẽ quay gửi tới cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình chơi với nó một chút xíu đây. Này. Hello, hello, hello. Ở dưới vườn lên thì mình lại chuẩn bị cho cái con khiếu của mình một chút quà. Mồi ngon không thể quên được bạn Hiền. Khiếu nhé. Đấy, nhìn theo tay này. Rồi, anh cho khiếu một ít nhá. Quên làm sao được nhau đúng không nhỉ? Quên nhau người ta cười chết đấy. Đấy. Ngon lành cành đào. Đúng theo bài, lại mang vào hộp cám. Mang vào hộp cám đi. Mang vào hộp cám để vào hộp cám. Đấy, đúng sách của anh Long dạy đúng không? Cứ ăn ở trong này thì không bao giờ rơi xuống được. Bởi vì là nó rơi vài lần rồi các bạn. À, thì nó cũng rút ra được cái kinh nghiệm rằng là nếu rơi là mất ăn, thế cho nên nó cứ cho vào trong hộp cám này này. Sau đó là bắt đầu nó nhằn sau nó ăn ở trong đó. Này. Đây nữa này, ăn nhanh lên. Rồi. Để anh cho hàng hộp cám này nhá. Đấy. Không thể quên nhau được đúng không? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có miếng ngon thế này mà lại quên nhau thì chán đời nhá. Đấy, trong đây tha hồ ăn đi. Quay trở lại một cái câu chuyện nữa rất chi là vui các bạn. Hôm nay thì Quế lại đưa cho mình một cái món quà. Đây là hai chú ếch. Hai chú ếch này cực kỳ xinh luôn. Rất tiếc là Hiệp nhà mình thì lại đang đi học, chứ nếu không thì Hiệp nhà mình mà được nhìn đến những con ếch này thì chắc hắn thích lắm đây. Dạo này cứ trêu hắn gọi là ngoan xinh yêu của bố đâu rồi, phát là hắn cười ngay. Thế mà hôm nay mà có tí ếch này nữa thì có mà hắn ta cười không mình quên sầu luôn. Để mình cởi nó ra để cho các bạn xem nhé. Ai chà chà. Em đã bao giờ nhìn con ếch này bao giờ chưa? Mới đầu Quế gọi anh nên anh còn tưởng ếch nhuộm cơ nhé. Đây, nước chỉ còn thế thôi. Chà vừa rồi em nhấc cho anh luôn cái bể lên trên này đi. Chà vừa rồi cũng có một bạn tặng mình và nhờ nhân gửi cho mấy con cá gì ý. Mình không có biết tên. Thế nhưng mà nó bò hết ra ngoài này các bạn ạ. Mình bảo đúng là lính thủy đánh bộ. Bò được trên kính thì thôi, bó tay luôn. Không làm gì được, để vợ mình kê cái bể kính kia thì mình đổ ra cho các bạn xem. Đây. Đâu? À hộp cái gì? Ôi nhỉ. Dưới. Ok. À. Hộ xong thì em lại hộ anh một tí. Nào đổ ra anh cái. Em có nhìn giống ếch nhuộm không? Đấy. À, đưa cho Hiệp một túi, mình một túi thì mình phát hiện là cái con ếch này nó không có mắt này các bạn này. Con ếch này nó không có mắt thì mình bảo thôi đưa cho Hiệp cái túi hai con ếch nó nành nặn. Thực ra thì bạn Quế bạn ô nhảy ra rồi hứ bắt lại ô hát. Thì đây các bạn có nhìn thấy giống ếch nhuộm không? Ôi ui phi nhanh thế, ui phi nhanh thế, ui cầm khéo đổ bớt nước đi không nhảy mất. Hai vợ chồng không bắt được con ếch này sợ rồi đấy. Đấy, giống y như ếch nhuộm luôn các bạn này. À, con này là không có mắt các bạn, chứ không phải là nó mù. Nhưng mà mình lại thích nó bởi vì là đôi khi là nuôi một con vật nào đó nó có chút tật nỗi đâm nó lại vui nha. Rồi để bây giờ mình đổ nó vào đây nhá. Đổ nó vào đây, cho nó chung sống ở trong này đi. Ai giời, xinh tươi đẹp trai ngay. Đấy, ngon lành cành đào ngay đâu. Con xanh này, con hồng này, các bạn thấy nhìn giống nhuộm không? Y hệt nhuộm luôn, nhưng không phải nhuộm tí nào đâu các bạn ạ. À, rụ ở đây rồi. Thôi, xong phim rồi. Bạn Khiếu ở đây nhá. Ở đây ăn đi nhá.